Trần Việt Hương, vận động viên được người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam gọi là Ngọc Nữ, làng điện ảnh trên sàn diễn bóng chuyền, là cái tên nổi bật trong dàn mỹ nữ của đội bóng quân đội. Cô gái quê Phú Thọ nổi lên như tài năng sáng giá nhất tại vị trí phụ công phía sau đội trưởng Bùi Thị Ngà. Cách chơi chắc chắn với phong thái thi đấu tự tin là điểm sáng của cô gái sinh năm 1998. Bắt đầu ghi danh trong màu áo của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin Liên Việt Postbank từ năm 12 tuổi. Tính đến thời điểm này, cô gái xinh đẹp đã là một quân nhân chuyên nghiệp và có vị trí vững chắc trong đội 1 của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam. Từng đoạt danh hiệu hoa khôi tại giải bóng chuyền các câu lạc bộ trẻ toàn quốc và rất có duyên với các giải đấu. Khi khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 châu Á, Việt Hương chơi rất hay và chiếm luôn một suất trong đội hình chính. Mùa này, huấn luyện viên Bùi Huy Sơn xếp cô chơi chính đánh cặp với đàn chị Bùi Thị Ngà trong đội hình tấn công của câu lạc bộ. Chơi chắc chắn trong cả phòng thủ và tấn công, cô gái gốc Phú Thọ mang đến niềm tin cho ban huấn luyện đội bóng và chơi cực kỳ nổi bật với sự chắc chắn cùng lối đánh thông minh. Không chỉ chơi bóng hay, nét xinh đẹp trời phú với khuôn mặt như thiên thần của Việt Hương luôn làm say đắm những khán giả mỗi khi đến sân theo dõi các vận động viên thi đấu. Mỗi pha bóng, mỗi cú dứt điểm của cô gái Phú Thọ như nổ tung cầu trường với sự cổ vũ không ngớt của các khán giả trên khán đài. Trên hành trình chinh phục đỉnh cao năm nay của đội bóng áo lính, chắc chắn không thể thiếu sự đóng góp của chân dài Trần Việt Hương vào sự thành công chung của đội.